Rồi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá iPhone 14, 14 Pro Max tại Thế Động trong những ngày cuối tháng 12 này các bạn ha. Để xem cuối tháng 12 này iPhone có chương trình khuyến mãi đặc biệt không bạn nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào con iPhone 13 trước các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 13 128GB có giá là 24 triệu 990 nghìn. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 5 triệu hoặc trả góp 0% lãi suất. Tặng phiếu mua hàng Patch Watch xanh trị giá 500 ngàn hoặc góp không lãi ha. Đây, iPhone 13. Máy từng cũng là thời gian là mưa làm gió mà ha. Này chiếc máy màu xanh 13 này hiện tại RAM nó 4, thời tự chọn bộ nhớ là 128, 256, 512. RAM thì RAM 4 nha các bạn ha. Camera thì chỉ có hai camera phía sau thôi. Selfie ở đây là một cam 12 megapixel. Pin thì 3240 mAh và sạc nhanh được 20W các bạn nha. Sử dụng con chip là Apple A15. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con iPhone 14 128GB có giá là 24 triệu 990 nghìn. Hiện tại các bạn mua iPhone 14 này sẽ được giảm giá là tới 2 triệu các bạn ha. Hoặc hỗ trợ trả góp 0% lãi suất luôn. Tặng phiếu hàng Patch Watch xanh trị giá là 500 ngàn. Các bạn mua hiện tại thì tặng được cái gói bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng hoặc là tặng thêm 12 tháng bảo hành các bạn. Tức là khi bạn mua sẽ được tặng cái gói bảo hiểm rơi vỡ màn một là các bạn sẽ chọn gói rơi vỡ màn hình ha. Xong rồi 6 tháng. Hay là được bảo hành thêm 1 năm nữa các bạn. Đây, iPhone 14. 128GB giá 24.990, giảm được 2 triệu tức là còn 22.990 các bạn. Máy rất là đẹp ha, màu xanh. 14 này hiện tại thì nó sử dụng chip là Apple A15 nha. RAM 6 và tự chọn bộ nhớ là 128, 256, 512 vân vân các bạn ha. Camera thì có hai camera phía sau. Với camera độ phân giải là 12 megapixel, selfie là 12, pin là 3279 mAh và sạc nhanh được 20W các bạn nha. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 14 Pro 14 LED 128GB có giá là 27.990. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 2 triệu hoặc trả góp 0% lãi suất. Tặng phiếu mua hàng Patch Watch xanh trị giá 500 hoặc góp không lãi. Tặng gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng hoặc là tặng thêm một gói bảo hành 12 tháng nữa các bạn ha. Đây là chiếc iPhone 14 LED màu tím các bạn, tím khoai môn nè. Con này thì giá 27.990, giảm 2 triệu là tức là còn 25.990. Với màn hình là 6.7 inch ha. Cộng hai camera phía sau là 12 megapixel. Selfie là 12, pin là 4325 mAh và sạc được 20W bạn nha. RAM 6, tự chọn bộ nhớ là 128, 256, 512 và 1TB ha. Cũng lết. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có iPhone 14 Pro 128GB có giá là 30 triệu 990 nghìn. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 400 ngàn hoặc hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Tặng phiếu hàng Patch Watch xanh trị giá 100 ngàn hoặc góp không lãi. Tặng gói bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng hoặc là bảo hành thêm 1 năm các bạn ha. Đây là chiếc iPhone 14 Pro màu đen. Rất là đẹp các bạn, đen huyền luôn. Năm nay 14 Pro màu 14 và 14 Pro Max và 14 Pro màu đen rất đẹp. Đúng chắc là đen luôn mà ha. 14 Pro này thì màn hình 6.1 inch ha. Nó sử dụng con chip mới nhất là Apple A16. RAM thì RAM 6GB, bộ nhớ là 128, 256, 512 và 1TB thì các bạn chọn dung lượng ha. Camera thì chúng ta sẽ có cộng 3 camera phía sau với camera chính ở đây là 48 megapixel nè. Phụ lần lượt là 12.2 và selfie 12. Pin là 3200 và hỗ trợ sạc nhanh 20W các bạn ha. Quá đẹp luôn. Đẹp rất đẹp các bạn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có chiếc máy là iPhone 14 Pro Max 128GB có giá là 34 triệu 990 nghìn. Hiện tại các bạn mua sẽ được tặng gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng hoặc là bảo hành thêm 1 năm. Hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây, iPhone 14 Pro Max, một chiếc máy là mưa làm gió trong năm nay các bạn ha. Đây là chúng ta chiếc máy màu tím các bạn ha. Màu hot nhất năm nay luôn. Thì iPhone 14 Pro Max này với chiếc máy màu tím thì sẽ có giá là 34 triệu 490 nghìn và không có chương trình giảm giá gì các bạn ha. Còn đối với những iPhone 14 Pro Max màu vàng, màu bạc và màu đen thì sẽ được giảm, hiện tại được giảm tới 900 ngàn các bạn nha. 900 ngàn cho những phiên bản màu khác, còn màu tím thì không giảm ha. Thì 14 Pro Max này hiện tại camera cộng 3 cam phía sau là camera chính là 48 megapixel. Phụ lần lượt là 12.2, selfie là 12 các bạn ha. Pin là pin 4323 mAh và sạc nhanh 20W. Sử dụng con chip Apple là A16 mới nhất các bạn ha.
với RAM là RAM 6 và tùy chọn bộ nhớ là 128, 256, 512 và 1T. 14 Pro Max thì màn hình kiểu ta gọi viên thuốc các bạn ha, rất là đẹp luôn nè. Tần số quét đến 120Hz luôn, quá đẳng cấp luôn trong năm nay. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có con iPhone 14 Pro Max 256GB có giá là 37.490.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là 900.000 hoặc là hỗ trợ gốt 0% lãi suất, tặng phiếu hàng ở Bách Hóa Xanh trị giá 100.000 hoặc có không lãi quả ha. Rồi, tiếp theo là iPhone 14 Pro 256GB có giá là 34.990. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm đến 1.600.000 các bạn, hoặc là gốc không lãi ha. Rồi, iPhone 14 Pro Max như mình nói là 128GB thì có giá là 34.990 và được giảm 900 cho phiên bản màu như màu đen, màu bạc và màu vàng đồng các bạn ha. Đối với màu tím thì sẽ giá là 34.490, không có giảm các bạn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con iPhone 14 Plus 256GB có giá là 30.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá là tới 3.500.000 các bạn ha. Rồi, iPhone 14 Pro 128 giá là 30.990, giảm giá là được 400. Rồi, chúng ta sẽ có con iPhone 13 với dung lượng là 512GB có giá là 29.990.000. Bạn mua sẽ được giảm giá là tới 5.000.000 các bạn ha, hoặc là gốc 0% lãi suất luôn. Còn này phiên bản là 512GB. Rồi 14256 có giá là 27.990, giảm giá được là 3.500.000 hoặc là gốc 0% lãi suất. Rồi 14 thường 128 có giá là 24.990 và giảm giá hiện tại là được 2.000.000 các bạn nha. iPhone 12 64GB có giá là 19.990.000, hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là đến 4.000.000 hoặc là gốc 0% lãi suất các bạn nha. Và 12 này thì màn hình là 6.1 inch, sử dụng con chip là Apple A14 nha. RAM 4 và tùy chọn bộ nhớ là 64, 128, 256, 512. Camera thì cộng 2 camera sau với độ phân giải là 12, selfie 12. Pin là chỉ có 2815mAh ha, sạc nhanh 20W. Rồi, và cuối cùng đây chúng ta sẽ có con iPhone SE 128GB có giá là 14.990.000. Hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là 2.500.000 hoặc là gốc 0% lãi suất các bạn nha. Thì SE này màn hình thì có 4.7 inch thôi, sử dụng chip Apple A15, RAM 4, bộ nhớ 128. Camera sau thì một cam 12 megapixel, selfie là 7 ha, pin là 2018mAh và cũng hỗ trợ sạc nhanh là tối đa là 20W nha. Rồi, và cuối cùng đây chúng ta sẽ có con iPhone 11 phiên bản là 128GB. Có giá là 16.990.000, hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là 3.000.000, tặng phiếu hàng Bách Hóa Xanh trị giá 500.000 hoặc gốc 0% lãi suất. iPhone 11 này thì hiện tại là nó sử dụng là con chip Apple A13, RAM 4 ha, tùy chọn bộ nhớ 128, 256 và 64 các bạn ha. Nó có thể có hai camera phía sau với độ phân giải là 12, selfie là 12. Pin là 3110mAh và sạc nhanh tối đa là 18W thôi các bạn nha. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn giá của iPhone tại Thế Động cuối tháng 12 nha các bạn ha. Các bạn có thắc mắc lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất các bạn nha. Bye bye.